Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Toli. Thì trước mặt các bạn đây là mình đang chơi cái tựa game PUBG bản mobile. Nhưng mà mình sử dụng máy tính để chơi chứ không phải là điện thoại để chơi. Đây là phương pháp giả lập. Thì rất nhiều bạn hỏi là anh ơi, làm thế nào để mà chơi giả lập, mà em chơi giả lập của đại khái là chơi mấy cái phần mềm giả lập ấy, em chơi nó rất là kiểu như là đơ và lag. Anh có thể giới thiệu cho em một cái phần mềm nào nó đỡ hết đơ và lag không? Thì đây chính là phần mềm dành cho các bạn có thể cảm nhận thấy là mình đang chơi đây rất là mượt. Bạn không cần phải có máy tính quá khỏe để mà chơi cái phiên bản ở trên máy tính. Các bạn như như các bạn đã biết là cái bản ở trên máy tính ấy, thì nó cần yêu cầu cấu hình tương đối là phải ok thì các bạn mới chơi được, chứ không phải là cái cấu hình tàn là nhàn các bạn chơi được đâu. Mình có lên dùng cái này không? À thôi, dùng đi. Tội gì. Đây bạn ấn G để nhập những cái thứ này nhé. Để rock. Đấy. Thì các bạn sử dụng cái máy tính đó, nó không cần phải máy tính quá khỏe. Các bạn cũng đã chơi được PUBG rồi. Nhất là một số bạn sẽ có thể thường thì anh em muốn cái cảm giác được chơi PUBG ấy, cái phiên bản mà cái bản máy tính ấy, thì nó sẽ bạn sẽ bị thứ nhất là bạn phải mua bản quyền, mua mua game mất ối tiền này đấy. Thằng con lợn nó chạy. Không chạy nữa. Trước mặt luôn. Mua vẽ chưa? Nó nhìn nó hắc à? À đây rồi, đây rồi. Ngay cạnh đây rồi. Trước mặt luôn. À đây. Mình vừa nó ở đâu nhỉ? Đùa đâu mà cái bản mobi này nó có thể nhìn thấy cái map ở bên trên là dựng bước chân bên cạnh này có một thằng luôn mà đờ mờ chạy vòng quanh luôn. Mình nghĩ nó ở dưới đằng sau lưng. À đây đây. Đờ mà mày. Thì mày từ nãy. Đấy bạn thấy gì nữa, bạn mobile dễ bắn lắm. Bản mobile dễ bắn kinh khủng luôn. Tôi chả hiểu sao cái bản mobile nó dễ bắn thế.
Có một điều tôi không biết là tại sao cái bản mobile này của tôi nó cái bản mobile này nó dễ bắn. Mọi thao tác nó easy kinh khủng luôn. Đây mình sẽ trải nghiệm cho các bạn thấy. Cái việc mình làm clip này nó cũng chả khác gì cái việc mình livestream đâu. Đâm ra các bạn đừng lo cái vấn đề mà cái việc livestream nó có lag hay không nhá. Bởi vì nếu như có lag hay không ấy nó phụ thuộc vào mạng của bạn này rồi máy tính của bạn nữa. Đâm ra anh em mà cố gắng nếu như mà có bị ấy thì cũng trang bị con nó ngon ngon một tí. Nói chung là để mà chơi cái con tàn tàn thì các bạn vẫn có thể chơi được trò này rồi. Ngon được trải nghiệm như này. Đánh hay phết, các bạn có thể link mình để phần mô tả bên dưới, anh em có thể down về. Về cơ bản ấy thì anh em đều là những người ấy không? Những người như nào nhỉ? Những người chơi game chuyên nghiệp rồi. Đâm ra chắc chắn là mình cũng không cần phải hướng dẫn quá nhiều đâu. Các bạn chơi nhẹ cái là được. Các bạn đao về phát là làm nhẹ mọi thứ để hòa nhập dẫn dễ. Chỉ có là các hướng dẫn về like thì mình cũng sẽ để phần mô tả bên dưới, bởi vì những cái hướng dẫn đấy mình làm rồi. Các bạn chỉ cần kết hợp giữa cái việc like này, việc like và chơi thôi. Mục tiêu vẫn là chỉ là để giới thiệu cho các bạn cái phần mềm để các bạn anh em đào về hết vị, chứ còn những cái thứ này các bạn làm nó easy. Toàn chúng ta toàn những người game thủ chuyên nghiệp mà cài đặt như các kiểu mà không làm được nữa thì còn làm được cái gì nữa, đúng không? Đây này, bạn thấy này, khi ngắm cái này mình thấy cảm giác nó cũng đỡ bị mất chính xác hơn để xem bắn vào đây, đúng không? À vẫn bị tầm xa bắn không tới. Đây tầm này không tới. So với bản ở trên máy tính thì bọn này chơi dễ hơn nhiều. Tôi nói thật, không phải là tôi bắn gà mà mấy người chê đâu, nhưng mà so với bản trên máy tính bản này dễ hơn nhiều, tôi vẫn dễ hơn nhiều. Tí tôi top 1 cho mấy người xem này. Còn bản máy tính nó chật vật mới lên được top 1 ở trên máy tính, bắn mấy thằng khựa nữa, nói như lâm ba, chật vật mới lên được top 1. Còn cái bản này thì ông nhìn thôi, tôi cán mốc top 1 nó nhẹ như không. Tôi nghi có một thằng ở đây. Mày ngu rồi con đấy. Thì đây, mình sẽ show cho các bạn làm thế nào để mà cài đặt từ đó. Thì nó là phần mềm này thì nó cũng giống như kiểu rip 1.3 này, các bạn thấy như này, anh ta cũng chơi kiểu này này, đấy. Chơi chơi kiểu này và like như này, đấy. Đấy một kiểu dạng như vậy thì cho anh em hỏi cũng tương đối là nhiều. Link web mình để phần mô tả bên dưới để cho các bạn chơi, và đây là cái game các bạn chỉ cần click vào và ấn download về là xong. Mọi thao tác rất là đơn giản và easy. Chúc các bạn chơi game thành công. Ok.